Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Bình Cao sẽ giới thiệu đến các bạn hai em bun pháp cái. Bây giờ mình sẽ bắt hai em đó ra để giới thiệu và mô tả cho các bạn chi tiết, để các bạn thích thì có thể đem em ấy về mua về để mà chăm sóc. Rồi, giới thiệu với tất cả các bạn, đây là hai em bun pháp cái màu bò sữa. Thì có màu bò sữa đen thì sẽ có màu bò sữa vàng. Thì đây là bò sữa vàng, bò sữa red. Đó, cha của hai em này là màu red nên nó mới có màu red ngay đây nè, phần ở đây. Rồi, giờ ra mặt sạch sẽ nè, để cho bà con cùng xem mắt hai bé. Đó, thì các bạn xem mặt ngắn nè, mặt ngắn, nếp, gãy, mảng màu trên đầu đều, lỗ tai đã ke rồi, hai em này lỗ tai đã ke rồi. Còn mảng màu trên lưng nè, mảng màu trên lưng rõ nét, phần trắng thì sạch, đuôi rin luôn, đây là đuôi rin luôn nha, chứ không phải là đuôi dài, đuôi cắt. Đó, em cái thì cũng vậy, bạn thấy tai kè, mảng màu trên lưng rất là đẹp nha các bạn. Những ai mà thích màu vàng đỏ như thế này á thì đem hai bé này về rất là thích hợp. Hai bé này là được 2 tháng tuổi rồi. 2 tháng tuổi chích ngừa 1 mũi, tới 20 tháng 11 này mới chích ngừa lại. Còn nếu mà các bạn bắt mà hai em cái này mà về nhân giống thì là quá lụ kê, sau này các bạn có thể phối lại heo sữa là rất là tiện nha. Heo sữa đây, mời các bạn theo mình. Đây heo sữa không bảo luôn. Đây là heo sữa. Nếu như sau này mà các bạn phối với heo sữa thì cũng là rất là đẹp. Đó, bạn thấy không? Heo sữa, để các bạn lấy cái mảng màu. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Nếu như thấy hay hãy chia sẻ cũng như bấm nút đăng ký kênh Trại Chó Bình Cao. Còn bây giờ là mình sẽ cho hai em nó vào lại trong chuồng và cho ăn, và ăn hạt là ăn hạt rô danh, để cho các bạn xem hai em nó ăn rất là giỏi. Còn nếu như các bạn mà thực sự yêu thích hai em bun pháp màu bò vàng này thì hãy liên hệ trực tiếp cho mình để đón em ấy về. Cảm ơn tất cả các bạn, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.